sân bay rồi. Và hôm nay mình đi cùng với một người đó là DJ Salmon. Sắp. Sắp. Đây là lần đầu em mình nó bay rồi bay mọi người ạ. À? Cảm nhận nào ngồi không? Sợ chết. Sợ chết. Bọn mình có chuyến bay từ lúc 9:20 thì bây giờ mới có 8 giờ thôi. Là phải ngồi, vẫn đang ngồi ăn sáng và đợi một lát nữa. Cũng khá là lâu rồi mình mới quay lại làm vlog, mà lần này chắc chắn sẽ là vlog cực kỳ là thú vị cho mọi người hãy cùng đón chơi á. Chiều và mình thì chưa ăn một cái gì từ sáng tới giờ. Hôm qua ngủ có 2-3 tiếng nên là về khách sạn cũng phát là mình với cả em trai lăn ra ngủ luôn. Bây giờ sẽ hai chị em sẽ cùng đi qua quán cơm sườn vịt chả của Độ Missy để ăn. Đói lắm chưa? Rồi. Mình đói quá rồi. Đây chị ăn, mời mình sẽ ăn cơm xà vịt trưởng. Giờ có ăn tại đây được không hả bạn? Ở đây món nào là kiểu best seller nhất ý? Hai con này sẽ là best seller nhất bên đêm. Cho tớ một sườn cốt lết đi. Ok, cho một cốt lết. Hai cốt lết. Hai con mua cốt lết. Mình có một cái gì nữa. Một chai nước suối. Một nước suối. Sao ạ? Siêu sao? Ở trên tầng có bàn đúng không? Trên tầng mình có điện thoại. Dạ vâng. Cố mà làm sao đáng đáng này đầu đầu ấy, chỗ cửa sổ ấy. Trong ảnh luôn. Quá ngon. Đói quá, đói quá. Xin mời mọi người. Lần đầu mình biết là ăn cơm tấm với cả canh rong biển luôn. Canh rong biển lần đầu theo kiểu Việt Nam. Sao bom cho nhận xét đi. Được ạ. Với một cái suất combo đặc biệt như thế này 89k và kiểu một cái đĩa cơm rất là to.
ăn canh rong biển luôn, rồi với cả còn tặng cả khăn ướt nữa. Thì cái giá đấy cực kỳ hợp lý. Tới chung bao giờ ăn một cái cơm tấm loại nó đặc biệt như thế này, phải gọi là kinh doanh thành công. À còn một cái nữa, em thích nhất là cái nước mắm này. Tớ thể ăn hết cả cái bình này luôn, nó không hề mặn một tí nào ấy. Ăn một lúc xong tớ lại chan một thìa nước mắm vào ăn với cơm, đỉnh cái. Hiện tại là đang đi, vừa mới đến quận 7, chuẩn bị cho em trai mình sao check. Sân khấu Revolution kia rồi. Nhiều sân khấu có rất là. Ôi lâu rồi mới cảm nhận cái không khí như thế này. Trời ơi, nhìn bầu trời kìa. Phê quá. Lên thử khu VIP xem nào. Check về và về khách sạn để sắm pin một lúc. Thì cũng định là hai chị em tối nay sẽ đi shopping cùng với nhau, nhưng mà em mình nó mệt quá nên là mình thì không muốn chỉ ở trong phòng ấy, nên là mình quyết định sẽ đi một mình. Đi một mình thật luôn đi. Mình đang trên đường đến The New Playground ở Phạm Ngũ Lão.
chết rồi. Cái lần trước mình đi là ở Lý Tự Trọng cơ. Thế là địa điểm mới. Chỉ là mình không chắc tìm được cái gì nó phù hợp thôi. Đi được một vòng thì mình mới mua được hai cái không chi một tí này và cả ốp điện thoại mới bị thích kính. Cái nâu này có vẻ là ok rồi đấy. Sau khi lựa đi chọn lại hai cái kính kia thì tớ vẫn quyết định lấy một chiếc kính khác. Nhưng mà ngày mai đi test thì tớ sẽ đeo cho mọi người xem. Giờ tớ không mua thêm gì nữa. Cái này hay quá. Cái này hay quá mọi người ơi. Mình sẽ trượt thử. Trông có vẻ hay nhưng mà nó không trơn đi mọi người. Uầy, thôi vì nó không trơn nên mình sẽ quyết định không trượt nữa. Thế giờ chắc là mình cũng sẽ không shopping gì ở đâu mà đang đợi bạn để đi ăn uống gì đấy. Nói quá, tối cũng chưa ăn gì đúng không á. Thế đứng ở đây một lúc, hóng gió. À cái gì là gì, hai bên này vẫn đi được xe, chỉ có ở giữa là đi bộ thôi. Chả hay hơn Hà Nội nào. Ừ, Hà Nội nó cấm hẳn luôn. Đông thật đấy. Ở đây có chỗ để xe ô tô không? Có. Ừ, có chứ. Muốn xuống không? Được, xuống được mà. Thế đi được tí. Có tổ chức cái nào gì đây? Gọi là Free Revolution. Chịu. Đi làm để quay á, quay là quay TikTok à? Vlog. Quay lúc nhau. Cho đạp luôn. Đâu có định mình được, em đang uống sô-cô-la. Đây là trứng nướng à? Sao thế? Chỗ này đi ra đêm thì thấy vắng người ấy. Quay đẹp lắm luôn. Ôi nhìn đẹp mà. Ui. Em quay mấy thích luôn. Nhìn thích luôn đúng không? Nhìn được à? Ui. Ui. Nhìn này giống cầu nhà Tân vãi. Ừ. Bài này hay. Là chủ nhật rồi và hôm nay chính là ngày diễn ra Revolution. Mọi người thấy make up look của mình hôm nay như thế nào? Bling bling các thứ đồ, tay chân này, sưng khoai xanh xong rồi trên tóc cũng bling bling luôn. Lâu lắm rồi mình mới được làm một cái make up look như thế này. Bình thường đi chơi hay là đi bar thì cũng không lồng lộn kiểu nó như thế này đâu. Chắc là trông cũng ok đúng không?
Bây giờ đã là 3 giờ chiều rồi. Em mình nó ra từ lúc 12 rưỡi cơ. Tại vì hôm nay nó có workshop nên là phải ra sớm. Mình chuẩn bị đi đây. Ok, follow me. Chuẩn bị biến Revolution thành cơn điện trang.
Parkway là của làng fan. Quê Parkway đã trở lại fan. Của Châu và em kêu rất là ghen. Tăng sốt lên.
đang đứng đợi taxi để về. Quá đông nên là số lượng taxi sẽ rất là hiếm. Tụi mình đang phải đợi. Đói quá. Đêm cuối ở Sài Gòn rồi mọi người ạ. Sao? Hello. Mình đã về đến khách sạn và tắm rửa tẩy trang. Hôm nay là một ngày cực kỳ mệt nhưng mà cũng vui không kém. Mà chắc là mình sẽ phải dừng vlog ngay tại đây thôi, tại vì phải đi ngủ và ngày mai có chuyến bay về Sài Gòn nữa. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại ở vlog tới nhé. Bye bye.